Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay, tôi cảm ơn Chúa để cùng chia sẻ với bà chị em một cái phần kinh thánh. Tôi thiết nghĩ rằng cần cái thánh này nó rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà nó rất cần cho đời sống chức vụ của tôi và bà chị em. Chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Ê-phê-sô chương 5. Tôi đã chia sẻ phần kinh thánh này rồi, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ lại để làm cho chúng ta được làm mới lại trên đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta sử dụng điện thoại một thời gian mà điện thoại chúng ta nó bị lag á, tức là nó chậm đó, thì chúng ta phải refresh nó lại hay là renew nó lại, làm cho nó mới lại. Máy vi tính cũng vậy, tự nhiên chúng ta sử dụng một thời gian bắt đầu nó chạy chậm lại, và chúng ta để ý chúng ta thấy rằng nó chậm lại, nó khẹt khẹt ha. Rồi chúng ta thấy là bữa nay nó chồi, ngày mai nó sụp ha. Bữa nọ thì nó xuất hiện nhóm lại thờ vườn Chúa rất là sốt sáng, bữa nọ thì nó chìm mất tiêu luôn. Thì chúng ta biết là lúc đó là chúng ta cần làm gì? Làm mới lại. Có bao giờ anh chị em nghĩ rằng là đời sống chúng ta, khi chúng ta bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa, và kể từ đó chúng ta mạnh, luôn luôn mạnh không ạ? Như vậy thì chúng ta có cần để làm mới lại không? Và có những lúc chúng ta cần phải làm mới lại một cái lĩnh vực nào đó ở trong đời sống của cá nhân. Rồi có những lúc chúng ta cũng làm mới lại trong các mối liên hệ. Rồi chúng ta cũng làm mới lại trong cái mối thông công giữa anh chị em với nhau ở trong Chúa. Rồi chúng ta cũng cần làm mới lại cái sự xác định của mình trong cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Nhiều khi lâu rồi chúng ta thờ vườn Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, đôi khi chúng ta cầu nguyện sao không thấy không có chuyện gì xảy ra hết. Có xảy ra như vậy không ạ? Có những lúc chúng ta cầu nguyện phép lạ xảy ra ngay, nhưng có những lúc chúng ta cầu nguyện và không có thấy điều gì xảy ra. Có những lúc chúng ta cũng mệt mỏi và chúng ta cảm thấy muốn lui đi để chúng ta nghỉ ngơi, giống như trường hợp của Eli. Eli đã chạy trốn bà Giê-sa-bên và than với Chúa rằng tôi cũng không hơn gì tổ phụ tôi, tôi vậy và là họ đang tìm cách để giết tôi. Có những lúc Chúa nói là con hãy ngồi dậy để mà ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp, để chi vậy? Để cho con có sức trở lại và tiếp tục chạy thêm 40 ngày nữa. Và Chúa nói là đường còn xa quá cho ngươi. Cho nên chúng ta cần liên tục để làm mới lại. Mỗi tháng hội thánh có cái thời gian để kiêng ăn cầu nguyện, làm mới lại. Hồi sáng khi chúng tôi cầu nguyện ở đây, qua ân tứ tiếng lạ, và Chúa cho tôi cái sự thông giải đó là hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đăng khi mình gặp được, hãy kêu cầu đăng khi Ngài ở gần. Một câu nữa mà Chúa nói với tôi, và bây giờ tôi nói cùng với anh chị em, chúng ta tìm kiếm Chúa không phải đợi có nan đề thì chúng ta mới tìm kiếm Chúa, nhưng mà chúng ta tìm kiếm Chúa khi chưa có nan đề, chứ không phải là đợi có nan đề chúng ta mới tìm kiếm Chúa. Đa phần là chúng ta gặp nan đề chúng ta mới tìm kiếm Chúa, phải không? Trong khi ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu số 16 thì chúng ta rằng là gì? Hãy dàn dĩ hay là vững lòng đến gần ngay ân phước của Chúa. Vì tại đó chúng ta tìm được ân điển và sự thương xót của Chúa cho chúng ta thì giờ có cần dùng. Nếu tôi có tích lũy được tiền bạc mà khi tôi gặp một nan đề thì tôi có sẵn có tiền đó, tôi có thể chi ra để giải quyết cái nan đề đó. Nhưng nếu tôi không có sự tích lũy thì sao ạ? Khi tôi gặp nan đề thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ lúng túng và tôi không biết cách nào để giải quyết. Cho nên ân điển của Chúa lúc nào chúng ta cũng cần, thương xót của Chúa lúc nào chúng ta cũng cần. Và trong cuộc sống anh chị em liên tục sử dụng ân điển của Chúa, sự thương xót của Chúa trong các mối liên hệ. Hồi nãy trong lời cầu nguyện của mục sư Lâm, nếu không bởi ân điển của Chúa, nó không bởi tình yêu của Chúa, thì chúng ta không thể nào ở trong hội thánh được. Tại sao có lời cầu nguyện đó? Bởi vì có những người bước vào trong hội thánh, thờ vườn Chúa, hầu việc Chúa trong hội thánh, nhưng mà đôi khi có một sự va chạm nào đó, đôi khi có một sự thỏa lòng nào đó, mặc dù có sự kết ước, có khẳng định rằng là tôi yêu quý hội thánh, tôi yêu Chúa và tôi phục vụ trong hội thánh này, nhưng mà đến một lúc không có được cái đáp ứng được những cái nhu cầu của anh chị em, thì họ sẵn sàng để hủy cái hôn ước thuộc linh ngay. Và đây là một điều đã xảy ra trong thời kỳ cuối cùng này, Chúa đã cho chúng ta thông qua sứ đồ Phaolô. Cái tình yêu ban đầu rất là họ đã quên, có thể rất là nhanh,
và những cái lời hứa có thể thay đổi liên tục. Họ mới vừa hứa đó nhưng mà họ vừa hủy đó. Trong trường Kinh Thánh cũng vậy. Khi chúng tôi gửi những cái thông báo, thông tư để cho thông tin để cho mọi người điền vào cái form, và sau khi họ điền form xong thì họ hứa rằng là tôi sẽ trung tín và học lời Chúa cho đến trọn vẹn. Nhưng khi chúng tôi gửi cái thông báo chung về học trường Kinh Thánh phải đóng tiền thì mọi người nói xin lỗi, tôi xin hủy cái giao ước mà tôi mới vừa ký đó. Nó cũng có cái lý do để họ từ chối, phải không ạ? Trong mối liên hệ hôn nhân cũng có lý do để từ chối. Thật ra không có mối liên hệ nào mà bền vững nếu chúng ta không hết lòng để theo đuổi và xây dựng nó. Nếu chúng ta không trồng, không giữ thì tất cả mọi giao ước có thể bị hủy ngay nếu chúng ta không kính sợ Đức Chúa Trời. Hội thánh của chúng ta đã trải qua là 23 năm được thành lập. Dạ, xin anh chị em đừng mở cái... Chúng ta tắt cái loa đi ạ. Đã 23 năm thành lập mà trước đây một số anh chị em ở đây đã có mặt với chúng tôi có thể rất là lâu. Nhưng cũng có người là mới, cũng có những người đã rời khỏi hội thánh và họ đi theo cái tiếng gọi riêng của họ. Tôi không biết đó là khải tượng hay là không. Nhưng người ta cũng rất là dễ để có thể thay đổi. Có thể nào đừng mở điện thoại giùm tôi được không ạ? Tại vì anh em khi mở như vậy là tôi bị chi phối ngay. Dạ. Và chúng ta chuyển qua chế độ rung giúp. À, có một câu của người Việt nói như thế này, bậu gì bậu gieo tiếng dữ, cái gì đó, cái câu đầu là câu gì, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Khi mà bắt đầu người ta muốn phá hủy ở một cái mối liên hệ thì bắt đầu người ta nhìn thấy cái gì, cái lỗi của người kia nhiều hơn là cái lỗi của mình, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có một sự bền vững ở trong cái sự theo đuổi hay là chức vụ hầu Chúa chúng ta. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ được trồng như là cái cây trồng gần dòng nước thì nó sẽ sanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 14. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này hai lần. Xin bắt đầu. Cho nên có chép rằng: người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Lần thứ hai. Cho nên có chép rằng: người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Amen. Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em là hãy trỗi dậy nhận quyền năng để tiếp tục phục vụ. Nếu như nói rằng là không, tôi không có sự ngã lòng hay là đã từng không có sự yếu đuối thì điều đó không đúng. Thì điều đó là cái lời nói dối. Như xin Phaolô cũng vậy. Đối với Phaolô chúng ta nhìn thấy ông là một người rất là cương trực, mạnh mẽ, yêu mến Đức Chúa Trời, tận hiến một cách hết lòng. Nhưng mà dẫu vậy trong ông vẫn có những điều mà ông gọi đó là sự yếu đuối. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu số 29 ghi như thế này: nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đột ư? Và ông đã giải thích cái điều yếu đuối của ông như sau: ví phải khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng. Biết rằng tôi không nói dối đâu. Ở thành Đa Mách, quan tổng đốc của vua Areta giữ thành của người Đa Mách để bắt tôi. Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống bằng một cái giỏ dọc theo lưng thành. Ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ. Phaolô nói rằng là cho rằng cái điều mà ông chạy trốn khỏi cái vua Areta đó tại cái thành Đa Mách bằng cái phương cách là ngồi trong cái thúng để cho những người tín đồ dòng ông xuống để ông thoát khỏi
Và cái điều này nó đã làm cho ông có một cái sự mặc cảm. Là gì? Là ông phải chạy trốn như thế, ông phải né tránh như thế. Và ông cho rằng đó chính là cái sự yếu đuối của ông. Và qua cái điều này, ông đã cầu nguyện với Chúa 3 lần: Chúa ơi, xin Ngài cất cái giảm sốc này ra khỏi con, nó khó chịu trong con lắm. Một số người dạy kinh nói rằng cái giảm sốc đó chính là cái điều mà ông hiện thấy ở nơi Paradise. Nhưng mà theo cái mạch văn này, tôi tin là cái giảm sốc đây chính là cái điều mà ông đã trải qua. Cái điều nói rằng đó là sự yếu đuối. Năm 2007 hay là 2006 hay 2007, khi bắt đầu đoàn truyền giáo được mở rộng ở vùng miền Tây, thì lúc đó một sư sĩ và một sư Đức đi công việc Chúa ở đó, và bắt đầu công việc Chúa mở ra một cách kinh khủng. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, tin Chúa hàng trăm người như vậy. Phép lạ xảy ra liên tục, thậm chí cầu nguyện chưa đặt tay là tất cả đã được Chúa Ngài thăm viếng, chữa lành và giải cứu rồi. Nhưng mà sau đó là sẽ bất bỡ đến. Bất bỡ đến mức độ họ cầm mã tấu đứng trước cửa nhà của một sư Khải. Một sư Khải trước đây là công an, nhưng bây giờ ông không làm được gì hết. Ông là trước đây bắt tội phạm, bây giờ tội phạm đứng trước nhà ông cầm mã tấu để dọa giết hai mục sư. Lúc đó chúng tôi ở tại thành phố và anh em điện lên mà cầu nguyện. Và đang cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện cho đến chiều, đến tối họ vẫn ở đó. Họ canh giữ 24/24. Thì khi chúng tôi đang cầu nguyện trên đây, lúc đó thâu đêm cầu nguyện, thì khoảng cỡ 9-10 giờ đêm, Chúa phán với tôi một lời là hãy đi đường sau. Tôi hỏi rằng phía sau có con đường đi không? Nói phía sau có dòng sông. À, và thế là gọi cho một sư Đảm bây giờ đó, một sư Đảm chạy cái chiếc vỏ tới và đưa tội tôi Chúa đi ở trong đêm khuya khoảng 3-4 giờ sáng. Tức là đi luôn qua bên một cái nơi gọi là Nhật Nguyệt. Và tại nơi đó Chúa đã mở ra cái truyền giáo ở tại nơi đó, gia đình của anh vợ của một sư Khải. Và những người mà họ canh đó, họ cứ tưởng là hai mục sư còn trong đó không à. Nhưng mà thật sự hai mục sư đã đi mất rồi. Đó cũng là cái sự mưu luận của Chúa. Như vậy nhìn lại có thấy yếu đuối không? Yếu đuối không chị em? Một ngày kia Chúa Giêsu ở trong, chắc anh chị em không dám nói, có dám nói là các anh em đã yếu đuối không ạ? Yếu đuối phải không? Để coi cái ông này có yếu đuối không. Có một ông ngày kia, ông bước vào ở trong nhà hội và ông mở ra Ê-sai 61, ông đọc. Ông đọc nói rằng là thần Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để giảng tin lành cho nghèo, vân vân. Và ông xếp sách lại, ông nói hôm nay ứng nghiệm lời này. Và thấy là những người kia lươm mà tìm cách ném đá ông. Và ông đã lẻn đi nơi khác. Ông này yếu đuối không? Ủa sao kỳ vậy? Ông này tên là gì ạ? Là ông Giê-xu. Mà ông yếu đuối không? Không. Đó là khôn ngoan chứ không phải là yếu đuối. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô thì ông nhìn thấy cái điều là ông phải ngồi trong cái thúng này, người ta dòng ông xuống bất thành như vậy. Ông cho rằng đó là yếu đuối. Thật ra cái sự cho yếu đuối đây để làm gì? Để nó có một cái sự cảm thông cùng với những anh chị em khác. Nếu anh chị em lúc nào ở trên cao, anh em vỗ ngực tôi, cái gì tôi cũng tốt chứ tôi không phải những người thâu thuế kia, thì chúng ta không có thể cứu được ai. Sứ đồ Phao-lô đã trở nên mọi cách cho mọi người, và ông đã sống với những người yếu đuối để ông được họ cho Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta thăm viếng không mà chị em, chúng ta thăm viếng mấy người mà họ ít đi, nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta gặp chúng ta hỏi sao vậy, sao yếu đuối vậy, chắc phạm tội phải không, chắc phạm tội gì cho nên mới không đi thờ phượng Chúa phải không, chắc mắc cỡ gì đó mới không đi thờ phượng Chúa phải không. Thì chúng ta nghĩ như vậy, người đó họ có trở lại không? Không. Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài tìm và cứu kẻ bị hư mất. Ngài lìa ngôi cao sang để Ngài xuống thế gian này, để Ngài trở nên một con người vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá, để Ngài cứu chúng ta. Và trong cái vườn Gethsemane đó, Chúa Giêsu đã khóc lóc. Kinh Thánh ghi là gì? Ngài khóc lóc, Ngài kêu xin Cha, hãy cất chén này khỏi con. Trong 4 sách Phúc Âm không có ghi Chúa khóc, mà ghi Chúa cầu nguyện rất thiết, đến nỗi là gì? Mồ hôi đổ ra như máu. Nhưng mà trong sách Hebrew thì nói là Chúa khóc. Chúng ta xem Hebrew đoạn 5,
Câu 7 ghi như thế này: Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này, xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân từ Ngài nên được nhậm lời. Ở trong Hebrew thì cho rằng là Đấng Christ Ngài đã khóc. Ngài khóc trước cái sự chết, Ngài khóc trước cái sự thương khó, Ngài khóc trước cái điều mà Ngài chuẩn bị hành hình, chịu hành hình. Yếu đuối không? Chúng ta không dám nói Chúa yếu đuối đúng không? Không, Chúa Ngài không yếu đuối. Nhưng mà Ngài ở trong xác thịt, Ngài vẫn biết đó là sự đau đớn, Ngài vẫn biết đó là sự mỏi mệt, Ngài vẫn biết đó là phải chịu một cái điều mà khủng khiếp. Chúng ta là người, chúng ta không biết được tương lai, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng biết được tương lai. Ngài biết cái sự, cái tương lai, nhưng mà làm Ngài lại ở trong xác thịt y như xác thịt của chúng ta. Cho nên cái sự đau đớn của xác thịt, Ngài biết đó là đớn cỡ mức độ nào. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã chấp nhận. Chúa chấp nhận cái sự đau đớn đó. Những điều này tôi chia sẻ để cho tôi và anh chị em chúng ta đồng cảm. Để có những lúc những người khác đang yếu, chúng ta cần có sự nâng đỡ. Những người khác mà lúc chúng ta mạnh thì chúng ta nâng đỡ người khác, nhưng lúc chúng ta yếu thì chúng ta cũng cần anh chị em để nâng đỡ chúng ta, để chúng ta trở dậy. Trong phân đoạn kinh thánh mà chúng ta, trong câu kinh thánh mà chúng ta học ở đây, Sứ đồ Phaolô nói như thế này: Ngươi đừng ngủ. Ngươi đừng ngủ thì ngươi làm gì? Hãy thức. Cái từ ngủ này là có nghĩa là một cái trạng thái ngủ hay là không hoạt động. Khi một người ngủ thì những người xung quanh hoạt động, nhưng mà người ngủ đó thì hoàn toàn không biết. Mặc dù họ vẫn đang sống, họ nằm đó, mọi người đều hoạt động nhưng họ thì không hoạt động. Đó là trạng thái ngủ. Thứ hai, nó rằng là ngươi đưa ngủ hãy thức. Và làm gì nữa? Hãy vùng dậy. Nói cách khác là khi ngươi đang ngủ thì ngươi hãy thức dậy. Và nếu mà ngươi đang thức thì ngươi phải vùng dậy. Cái từ vùng dậy này nó nói lên cái nghĩa là giống như là một cái sự phục sinh, tức là trỗi dậy, đứng thẳng lên. Ở trong sách Giăng đoạn 11 câu 24, khi mà Chúa đến với gia đình của Lazarơ thì Chúa nói như thế này. Ma-thê nói câu 21 đến 22: Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Câu 23: Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Câu 24: Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ chết. Thì cái từ vùng dậy đây trong tiếng Hy Lạp nó đồng nghĩa với cái từ sự sống lại, có nghĩa là phục sinh hay là đứng lên một lần nữa. Giữa một người ngủ, một người thức mà không vùng dậy, có gì khác nhau và có gì giống nhau ạ? Khác nhau như thế nào ạ? Thì điểm giống trước đi, điểm giống. Vậy hai người này cái người nào tội đồ nặng hơn à? Người thức á, họ quan sát, họ thấy hết á. Thấy người kia cầu nguyện nè, thấy người kia đi truyền giáo nè, thấy người kia đi mở mang hội thánh nè, thấy người nọ. Nhưng mà tôi thì tôi không thích. Tôi không thích ngồi dậy. Tôi thích nằm như vậy đó. Tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Cái đó có giống như là gì, là như là một người ăn vạ vậy đó. Phải không ạ? Cho nên cái giai đoạn này nó cứ lặp đi lặp lại. Mà nếu thật sự chúng ta trưởng thành ở trong Chúa thì nó sẽ không có cái giai đoạn này. Xin lỗi, nó được không có lặp lại cái giai đoạn này. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa, phục vụ Chúa mà biết xác chứng cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta thì sẽ không, cái tiến trình này nó không được lặp, không bị lặp lại nữa. Vậy thì hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn nào ạ? Ngủ hay là thức?
hay là vùng dậy rồi. Dạ, có thể lắm một số trong chị em đã thức rồi nhưng mà chưa có vùng dậy, và có những người đã vùng dậy, và chỉ có những người vùng dậy thì Đấng Christ mới chiếu sáng. Đấng Christ sẽ không chiếu sáng cái người đang ngủ, Đấng Christ cũng không chiếu sáng người đã thức mà không chịu dậy. Nhưng khi ta vùng dậy thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, Ngài chiếu sáng con trước đi rồi con mới vùng dậy, trong khi Chúa nói là con hãy vùng dậy đi thì ta sẽ chiếu sáng con. Vì trách nhiệm của ta là chiếu sáng, nhưng mà trách nhiệm của con là phải vùng dậy. Và chúng ta không vùng dậy đó, chúng ta thức rồi không vùng dậy, chúng ta có nhiều lý do để chúng ta nằm lắm. Thí dụ một người ngủ thật, anh chị em đánh thức họ rất dễ. Nhưng một người ngủ giả, anh chị em không bao giờ đánh thức họ được. Đúng không ạ? Họ làm giả bộ như là họ ngủ mê, thiệt mê vậy đó. Nhưng thật sự họ đang thức. Và họ quan sát. Và chính cái người mà thức mà không dậy này, không vùng dậy này, người này là người có nan đề nặng nhất. Người này hay chỉ trích, người này hay lên án, người này hay đinh tội, người này nói rất giỏi, thấy toàn là nhìn vào toàn là lỗi lầm của người khác, nhưng không thấy những cái điều mà người khác đang làm. Mà thậm chí anh chị em đang làm hầu việc Chúa, anh chị em sốt sắng người đó không chứ cũng nói nữa. Sốt sắng cái gì? Coi vậy chứ ngày xưa rất là tệ. Ngày xưa phạm tội này, phạm tội kia, phạm tội nọ, bắt đầu họ môi, họ móc ra tất cả những gì. Tại vì họ có đủ thời gian để họ môi, họ móc, họ nhìn, họ quan sát. Bởi họ thức rồi. Và đây là một điều rất là kinh tởm. Tôi tin rằng đó là một điều kinh tởm trước mặt Chúa. Thành phần mà chúng ta làm việc với thành phần chỉ nói mà không làm việc, thì anh chị em nghĩ cái thành phần nào nhiều hơn ạ? Và cái gì họ cũng chê được hết á. Họ nhìn người này cũng xấu, nhìn người kia cũng xấu, nhìn người nọ cũng có khuyết điểm. Chỉ có riêng tôi là không khuyết điểm. Nhưng mà tôi, xin lỗi, tôi ngủ. Xin lỗi tôi nằm đây thôi. Có một lần cái anh kia, tôi gặp anh này. Và anh này đã hầu vị Chúa trước đây, cách đây là gần 30 năm. Anh này hầu vị Chúa rất là sốt sắng. Anh đã lập ra nhiều cái nhóm cầu nguyện. Và sau này anh không đi thờ của Chúa đâu hết. Thì trong một lần tôi đến thì chị của anh này kêu tôi làm chứng cho đứa em. Bây giờ em đang gặp nan đề. Rồi tôi mời đứa em vô làm chứng, vô trong cái văn phòng để tôi ngồi tôi làm chứng. Tôi làm chứng cho người em xong, người em tin Chúa. Bởi vì anh này bị vợ bỏ, không biết cái lý do gì không biết, vợ bỏ. Anh này đã bỏ số tiền rất nhiều để cưới vợ đem qua bên Mỹ, nhưng mà cuối cùng thì vợ bỏ. Và anh cảm thấy bị mất tinh thần và anh trở thành một con người rất là thụ động. Và khi tôi chia sẻ lời Chúa cho anh và sau đó cầu nguyện cho anh tin Chúa xong, thì tôi bước ra tôi mới chào cái anh mà ông anh á. Tôi chào, tôi nói rồi anh, chào anh có anh tin Chúa chưa, và tôi cầu nguyện luôn cho anh nha. Không, tôi tin Chúa lâu rồi, mấy chục năm rồi. Tôi từng hầu việc Chúa, tôi từng lập nhóm này nhóm kia, tôi từng nhập nhóm cầu nguyện, tôi rất thành công. Bây giờ thì sao? Nghỉ rồi. Không cầu nguyện nữa, không làm chứng nữa, không đi đâu hết. Tôi nói thôi được rồi, cái chuyện đó quá khứ. Bây giờ hôm nay tôi có mặt ở đây, chúng ta có thể cùng nhau đứng lên để cầu nguyện cảm ơn Chúa vì đứa em của anh tin Chúa được không? Đồng ý đứng đây. Rồi chúng ta cầu nguyện. Sau cầu nguyện xong thì trong một lần tôi hẹn tôi gặp anh, chúng tôi ngồi cùng ăn với nhau và nói chuyện với nhau. Thì tôi hỏi anh về những cái nguyên nhân vì sao mà anh không hầu việc Chúa nữa. Anh nói anh bị vấp phạm. Anh vấp phạm người này, anh vấp phạm mục sư kia, anh vấp phạm nhân sự nọ. Tất cả đều gặp, ai anh cũng vấp phạm hết. Tôi hỏi cái tha lân của anh là gì. Tôi rất là được ơn trong vấn đề làm chứng. Và tôi từng cầu nguyện đặt tay cho người ta được chữa lành. Và tôi cũng được ơn trong vấn đề thờ phượng nữa. Tôi hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay tôi 52 tuổi rồi. Tôi hỏi anh còn sống bao nhiêu nữa? Anh nói tôi không biết. Vậy bây giờ anh 52 tuổi mà anh không hầu vì Chúa,
Vậy thì anh đợi đến bao lâu nữa anh mới hầu việc Chúa? Thì anh mới nói với tôi rằng là tôi thấy chừng nào tôi thấy cái hội thánh nào được thì tôi hầu việc Chúa. Tôi thấy ông mục sư nào được thì tôi hầu việc Chúa với ông. Tôi nói anh à, đây là cái chỗ ma quỷ nó vướng vào bẫy của nó. Và nó rất thích cái điều này của anh. Vì anh có tài năng, anh có khả năng, anh có ơn của Chúa. Nhưng cái ơn này bây giờ bị chôn vùi. Bây giờ liệu 10 năm nữa, anh nói 10 năm nữa anh mới tìm được một người, thì anh học về Chúa được bao lâu? Và thời gian mà 10 năm mà anh đã gần 30 năm anh không làm gì hết, bây giờ anh muốn bao nhiêu năm nữa rồi anh bắt đầu làm? Tôi nói đến đây thì bắt đầu anh hơi khừng lại. Anh nói mục sư cầu nguyện cho tôi để tôi có thể trở lại để phục vụ Chúa. Tôi nói nếu một khi anh còn nhìn vào người này, nhìn người kia, nhìn người nọ, nhìn thấy những cái yếu đuối của người này người kia, thấy người này làm tôi bất phạm, người kia khinh tôi, nhiều cái nhìn với tôi với một ánh mắt khinh thường, thì anh không bao giờ anh hầu việc Chúa được. Bây giờ anh hãy bắt đầu trỗi dậy và nhìn vào Chúa thì Chúa mới chiếu sáng anh. Bây giờ tôi không được, không còn liên lạc được với anh, tôi không biết rằng anh đã trỗi dậy hầu việc Chúa chưa. Vợ anh thì được trỗi dậy và tham gia vào trong công tác hầu việc Chúa rồi, vào trong cái lĩnh vực thông dịch. Nhưng còn anh, tôi hỏi vậy thì anh chê tất cả hội thánh người Việt thì tại sao anh không đi vào hội thánh người Mỹ đi? Anh nói có chứ, tôi có đến mà tôi đến âm thầm và tôi thấy được, nhưng mà cũng có cái này cũng không được. Tôi nói không một cái chỗ nào hoàn hảo đâu. Được cái này nhưng lại không được cái kia. Nhưng mà cái chỗ nào mà Chúa đặt để mình, cả mình cảm thấy nó thỏa lòng, mình thấy cảm thấy là mình có thể hầu việc Chúa, thì mình tạ ơn Chúa, mình bắt đầu hầu việc Chúa. Và hãy dùng ta lân của mình có đó để mình cống hiến cho hội thánh, cho nhà của Chúa. Không phải chúng ta dùng ta lân của mình để chúng ta lấy được cái gì từ hội thánh, mà chúng ta dùng ta lân để chúng ta có thể làm lợi cho hội thánh được bao nhiêu. Ở đây có ba cái giai đoạn mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất, giai đoạn ngủ. Chúa từng cảnh báo một cái hội thánh là nếu ngươi nóng hoặc lạnh thì hay biết mấy, nhưng mà ngươi hâm hẩm thì ta nhả ngươi ra. Bởi vì nếu ngươi nóng thì ta biết cái cách để ta sử dụng ngươi, nếu ngươi lạnh ta biết cách để mà làm cho ngươi được nóng lại, nhưng mà ngươi hâm hẩm ta không biết nó là lạnh nó là nóng thì ta sẽ nhả ngươi ra, ngươi không dùng được. Như vậy cái trạng thái của một người ở đây là gì? Khi họ ngủ, tức là trạng thái không hoạt động. Họ không hoạt động, mặc dù họ vẫn đang sống, họ không hoạt động và họ không có biết những cái gì diễn biến xung quanh. Công việc của hội thánh họ cũng không biết. Công việc của gia đình, của của nhân sự họ cũng không biết. Tôi thấy lạ lắm. Nhiều khi tôi thông báo để trên các group, để biết rằng là chúng ta có những ngày bồi linh này, chúng ta có cái ngày cầu nguyện nè. Nhưng mà sau đó không có đi. Hết chừng hỏi nói, ủa tôi đâu có nhận được đâu. Đúng rồi, vẫn có nằm trong cái group, nhưng mà để trạng thái là gì? Tắt thông báo, thì có ai gửi thông báo đến thì nó cũng không báo. Như vậy thôi mình ở trong cái group làm gì? Đúng không ạ? Một ngày tôi có thể nhận hàng gần 500 cái tin nhắn như vậy. Và tôi vẫn mở, tôi vẫn mở xem. Nào là group này cầu nguyện, group thì lửa phục hưng, lúc thì hội thánh lộc hưng, group thì hội thánh Vũng Tàu, lúc thì nhóm Army, Upright, Jesus Christ, lúc thì của trường Kinh Thánh khóa 22, khóa 24, khóa 25. Rồi group của Victory, group của Rema, gia đình Rema Sài Gòn, group thì của ban chấp sự, và quá nhiều cái group như vậy mà cứ liên tục như vậy. Tôi vẫn để bởi vì tôi tôn trọng, vì tôi được ở trong cái group đó, tôi ở trong hội thánh đó, tôi tôn trọng và tôi để cái chế độ để cho nó hiển thị, để cho thông báo, để như vậy, để tôi biết được hoạt động của hội thánh đang làm gì. Chúng tôi biết được cái hoạt động của thân thể của Đấng Christ đang hoạt động như thế nào.
Nếu chúng ta ở trong một thân thể thì anh chị em ơi, đừng vô tâm, đừng vô tâm nữa. Hãy có trách nhiệm cho thân thể của Chúa, để biết được rằng đi, trong thân thể của Chúa đang hoạt động như thế nào, đang làm gì, chứ không phải chúng ta có nhưng là không. Điều đó nó rất là vô nghĩa. Trong trường Kinh Thánh, tôi buộc mọi người phải mở cái cam lên để chúng tôi quan sát. Nhưng có người nói là không có mở cam, vì tôi bận cái này bận kia và họ tắt cam. Mà khi tắt cam không, tôi biết ai là người có theo dõi để nghe lời Chúa. Tại vì sau khi kết thúc mọi người ra hết trơn, người đó vẫn còn ở đó. Thôi alo, alo, đâu rồi? Alo, alo, đâu rồi? Không có tiếng hồi đáp và họ đang ngủ. Ủa như vậy mở cái cam lên mà không có nghe bài giảng, xin lỗi, vô cái phòng Zoom mà không nghe bài giảng, vậy vô làm chi? À, tôi vô để cho người ta thấy là gì? Có tôi ở đó, nhưng mà tôi không có ở đó. Tôi mong rằng tất cả những người hầu về Chúa, từ mục sư nhiệm chức và truyền đạo, đều có mặt trong ngày cầu nguyện của hội thánh. Bởi vì nếu anh chị em không có, anh em không nắm bắt được cái gì từ nơi hội thánh, không nắm bắt được những cái thông tin của hội thánh này, hội thánh kia làm chứng, chúng ta cũng không biết được cái hoạt động của hội thánh như thế nào, không biết được hoạt động của thanh niên ra làm sao, hoạt động của phụ nữ ra làm sao, hoạt động của thiếu nhi ra làm sao. Hay nói cách khác là chúng ta có ở trong thân của Chúa, nhưng chúng ta lại không biết tất cả những hoạt động. Thì như vậy, liệu rằng chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang ngủ. Cho nên cái trạng thái ngủ là một trạng thái rất là tệ. Có một số người gần như thời gian rất lâu rồi, họ không biết gì cái thông tin của hội thánh, kể cả họ là một người đang lãnh đạo hội thánh. Đây là một cái điều báo động. Tôi nói với bà chị em, cái thời càng về sau này đó, cái tình yêu mến Chúa nguội lần đã đành, nhưng mà tình yêu mến hội thánh cũng nguội luôn, và tình yêu mến anh chị em cũng nguội luôn. Cái lòng nhiệt huyết ban đầu nó từ dần, nó phai dần khi chúng ta ở trong một cái địa vị nào đó, một cái chức vụ nào đó, chúng ta có thể quên mất rằng mình là một người cần phải làm gương. Cái bước thứ hai đó là hãy thức. Trạng thái thứ hai đó là trạng thái thức. Như anh ấy nói, thức là trạng thái tỉnh biết hết những điều xảy ra xung quanh. Chúng ta nắm bắt được những điều có thể qua xung quanh. Chúng ta biết được hội thánh đang phát triển ở khu vực nào. Chúng ta biết hội thánh đang đầu tư ở lĩnh vực nào. Chúng ta biết được cái công việc của các hội thánh để chúng ta cùng vui mừng và chúng ta cùng cầu thay. Nhưng hồi nãy tôi chia sẻ, trạng thái thức nó đỡ hơn cái trạng thái ngủ một chút, nhưng mà nó chưa có một cái sự chuyển động nào cả. Nó có thể tỉnh táo, có thể quan sát, nhưng mà không có một sự chuyển động nào. Nói một cách khác, nó vẫn không có ích lợi cho vương quốc của Đức Trời hay là cho thân thể của Đấng Christ. Và ở đây sứ đồ Phaolô khuyên những người mà thức làm gì anh chị em? Trạng thái thứ ba đó là phải vùng dậy. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi, ai là người phải vùng dậy? Ai ạ? À? Dạ. Có nhiều người thì cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, xin Chúa ngài đỡ con dậy. Có không ạ? À? Chú ơi, bây giờ con yếu đuối quá, chú ơi, chú đỡ con vậy. Theo anh chị em, chú đỡ không ạ?
Chúa đỡ không? Ủa tại sao mình biết mình yếu đuối, mà tại sao là mình không ngồi dậy mà mình kêu Chúa đỡ? Nếu chúng ta cứ cầu nguyện như vậy, tôi bảo đảm là nó không bao giờ, nó không bao giờ dậy nổi. Tại vì Chúa kêu là gì? Ở đây nói là gì? Ngươi đừng ngủ, ngươi. Tức là chúng ta phải là người có trách nhiệm. Ngươi đừng ngủ, ngươi hãy thức. Ngươi thức rồi, ngươi hãy vùng dậy. Bước ra khỏi cái nơi mà ngươi nằm đó thì ta mới chiếu sáng ngươi được. Vì sự sáng của Chúa giống như trời vậy anh chị em. Ngài chiếu sáng như vậy. Chúng ta cần phải đem đồ chúng ta ra ngoài sân, thì ánh nắng nó chiếu vào, nó mới lại làm cho đồ chúng ta khô. Cái cây cũng vậy, nếu chúng ta trồng mà chúng ta bỏ trong nhà thì cái cây nó có thể phát triển nhưng nó không mạnh, nó không khỏe, nó không ra trái được. Nó cần phải có ánh sáng để nó hoàn hợp. Hãy thức, hãy vung dậy. Vung dậy khỏi đám người chết. Đám người chết trong nguyên nghĩa là trạng thái chết, trạng thái không hoạt động, trạng thái không sinh sản. Có những hội thánh đã phát triển rất tốt trong thời gian đoạn đầu, nhưng mà sau đó bắt đầu củng cố và đứng lại, chậm lại và không sinh sản nữa. Kinh Thánh nói rằng cái người mà ở trong nhà của Chúa đó thì cho đến tuổi già bạc cũng như thế nào? Vẫn xanh bông trái. Đến tuổi già bạc vẫn xanh bông trái. Tôi vẫn thích là một người tiên phong để đi công việc Chúa. Có những anh chị em thời gian không biết tôi làm gì. Thật ra không phải không biết tôi làm gì. Tôi đều chia sẻ lại hàng tháng cho anh chị em biết là công việc tôi đi như vậy, như vậy, như vậy. Cho đến khi anh chị em đặt chân cùng với tôi đi thì anh em mới thấy được rằng cái công việc mà Chúa dùng tôi. Nếu chúng ta cứ mãi ở trong cái trạng thái thức mà không chịu vùng dậy, anh chị em không bao giờ có thể nhận được năng lực mới từ Chúa, sức sống từ Chúa, quyền năng từ Chúa, phép lạ từ Chúa, sự sức giàu từ Chúa được đâu anh chị em. Ngươi đang ngủ, ngươi hãy thức, ngươi hãy vùng dậy khỏi đám người chết. Chúng ta biết cái trạng thái của người chết đó là giống như là cái dạ con. Cái dạ con của người nữ nó đã bị khô rồi, nó không thể sinh sản được nữa. Như dạ của Sarah đã không còn như thế thường của thiên hạ nữa. Đó là trạng thái không sinh sản, hay là trạng thái gọi là chết. Cái đám người chết này nó cũng nằm cùng với cái người thức mà không dậy, đúng không ạ? Tại vì nếu mà thức là đủ rồi thì Chúa không kêu ra khỏi cái nơi mà mình thức, mình phải trỗi dậy. Như vậy cái chỗ mà thức mà không dậy đó chính là cái đám người chết. Có bao giờ anh chị em bị chôn chân ở trong cái đám người chết này không? Họ gặp nhau, họ ngồi bắt đầu họ nói xấu người này, nói xấu người kia, nói rất giỏi, môi móc ông này ông kia, môi rất giỏi, nhưng mà nói lời sự sống thì không có. Chúng ta cần dán cái miệng của chúng ta lại khỏi những cái lời chết. Cái đám người chết nó không chỉ là những người thức mà không dậy đâu, nhưng đám người chết có nghĩa là những người này toàn là nói lời của sự chết, nói lời của tiêu cực, nói lời của chia rẽ, nói lời của sự ngã lòng, và khiến cho cái người kia không còn muốn ngồi lại dậy để hầu về Chúa nữa. Đó là người chết. Điều này có xảy ra trong ngày hôm nay không chị em? Không chỉ ở hội thánh khác đâu, trong hội thánh chúng ta cũng có nữa. Và đây là điều tôi nói anh chị em rằng phải cần phải được báo động. Ai trong chúng ta cũng muốn Chúa ơi, Ngài sức giàu cho con. Chúa ơi xin Ngài ban phước cho con. Chúa ơi xin Ngài làm ơn cho con. Chúa ơi xin Ngài cho con ân tứ này, ân tứ kia, ân tứ nọ. Nhưng mà cho ân tứ để làm gì khi chúng ta không chịu trỗi dậy? Sự trỗi dậy đó là quyết định của anh chị em. Chúng ta cần quyết định một điều rằng cho dẫu như thế nào, cho dẫu cái đám người kia có muốn kéo tôi lại, cho dẫu người kia có nói tôi đi như thế nào chăng nữa, tôi không quan tâm, vì đấng kêu gọi của tôi là Chúa Giêsu, không phải là con người. Con người chỉ công nhận cái chức vụ của tôi ở trong giáo hội đây cùng làm việc, nhưng
Chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng kêu gọi tôi thật sự mà thôi. Và người này, nếu người này còn làm việc với mình, cảm ơn Chúa, cùng đồng công và làm việc. Nếu không làm việc nữa không sao, bởi vì Chúa vẫn kêu gọi anh chị em, và anh chị em chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để hầu việc Ngài. Bây giờ Chúa cần nhiều người thức mà nằm một chỗ, hay là Chúa cần chỉ người thức và trỗi dậy dù cho ít? Trỗi dậy dù ít, nhưng mà chúng ta là người trỗi dậy anh chị em. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn được Chúa sử dụng lâu dài anh chị em? Bao nhiêu người? Amen. Vậy thì anh chị em ơi, ngày hôm nay nhân danh Chúa Giêsu tôi kêu gọi anh chị em hãy trỗi dậy. Hãy trỗi dậy để Chúa chiếu sáng chúng ta. Làm sao mà chúng ta luôn luôn ở đâu hội thánh này đang gặp có cái công việc gì thì đó, chúng ta có thể hỗ trợ được, chúng ta có thể đến liền để chúng ta giúp đỡ cho anh em của mình. Làm sao mà mỗi tháng chúng ta đều có mặt để cầu nguyện, không phải chỉ là người lãnh đạo nhưng mà thư ký, thủ quỹ, ban chấp sự thánh đều có hết. Và nếu tôi nói rằng anh chị em, nếu như ban chấp sự thánh mà có cầu nguyện cùng với chúng ta mỗi tháng 2 ngày như vậy, anh chị em nghĩ thân thể của Chúa ở đó sẽ phát triển không? Sẽ phát triển. Thử đi, thử anh chị em kêu gọi nhân sự của mình đến cùng cầu nguyện, cùng thờ phượng, và chính nhân sự đó mạnh trở lên và trở về thì không phải chỉ một mình anh chị em làm nữa, nhưng có nhân sự đồng công với anh chị em ngay. Bởi sao? Lòng của họ được chức giấy lại, họ trỗi dậy rồi, họ sống lại rồi, họ có sức khỏe rồi. Sáng nay tôi gặp cô My nói, wow, bữa nay nhìn mục sư thấy mục sư khỏe, tháng trước nhìn giống như là cọng bún. Quá nhiều nan đề dồn dập đến tôi, đến nỗi gần như tôi muốn ngã quỵ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong cái nghịch cảnh đó vẫn trỗi dậy, thưa anh chị em, vẫn trỗi dậy. Và khi mà trỗi dậy như vậy thì Đấng Christ đã chiếu sáng. Một số chị em ngày hôm qua có nghe tôi làm chứng rồi phải không ạ? Trong cái lúc tôi phải bán luôn chiếc xe, cứng luôn chiếc xe, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục hầu việc Chúa. Tôi vẫn phải thuê xe tháng của thầy Dự đây. Thầy Dự tháng này có bớt tiền cho tôi không à? Tại tôi đi công việc Chúa mà nếu tôi thuê ngày nó mất tiền quá. Cho nên tôi thuê nguyên tháng luôn. Thầy Dự mới vừa mua chiếc xe mới. Thôi bây giờ để cho tôi đi để mà hầu việc Chúa để có phước. Nhưng mà nếu mà lấy tiền thì nó đâu có phước. Dân luôn thì nó có phước phải không ạ? Tháng 115 triệu đó. Sao mà, tức là thầy Dự cũng là mua xe trả góp. Như 2 tuần trước tôi có giảng bài giảng và tôi chia sẻ và tôi nói rằng là Chúa ơi, con cần một tín hiệu của Ngài. Con cần cái sự xác chứng của Ngài để con đang có một cái hướng rẽ. Tôi đã từng nói với chị em rằng hồ sơ chúng tôi đi Mỹ là chúng tôi gần như hoàn tất rồi. Và tôi xin một tín hiệu để tôi có thể ở lại. Bao nhiêu tất cả những anh em, những người bên Mỹ họ muốn tôi đi. Mà mấy mục sư ở đây cũng ai cũng muốn đi hết trơn á. Không nói ra thôi, thì tôi nói trước. Tôi xin một cái tín hiệu. Và trong cái thời gian tôi vẫn phục vụ Chúa, vẫn hầu về Chúa bằng đủ mọi cách. Đi xe gắn máy, tôi vợ tôi đi xe gắn máy. Mà thiệt sự ngày xưa đi xe gắn máy, tôi đi mấy trăm cây số thì chỉ bình thường cho em. Nhưng vừa rồi tôi đi làm cái lễ tang ở trên Bến Cát á. Có 43 cây số. Hai vợ chồng đi đuối luôn. Anh chị em biết con thời gian năm 2018 tôi dẫn chiếc xe không nổi. Lúc mà tôi bị bệnh thận, tôi dẫn xe không nổi. Đến nỗi cái chiếc mà BCX là tôi dẫn không nổi, tôi đổi cho một sư hào luôn. Hồi đó, em đi chiếc này đi, chứ anh đi không nổi, dẫn cái xe mà nó ngã tôi ngã theo luôn. Không dẫn nổi. Rồi tôi đang đi công việc Chúa. Thì vợ tôi nói anh ơi, có một cái cô cũng muốn đến thăm.
Nhưng mà liên lạc với vợ tôi, không phải liên lạc với tôi. Và tôi đang ở trên vùng miền cao, tôi đang đi trên đó đến chỗ của Sylvan Lan Bó, rồi chỗ của Mai Hạo là em ngày hôm qua đó, rồi đến chỗ Đắc Minh để huấn luyện. Thì đầu tôi đi với lại Quân, với lại một người chị em tên là Linh, là người này là sinh viên của trường Kinh Thánh khóa 25 ở Mỹ và về đây để đám tang của người anh trai. Và một cái cô nữa là cô Hoa, là con của chú Sửu, tin Chúa năm ngoái. Và thì tôi đang đi như vậy thì vợ tôi mới nhắn tin cho tôi: anh ơi, tại vì tôi nói rằng tôi xin một cái dấu hiệu mà vợ tôi không nói với vợ tôi. Vợ tôi nhớ: anh ơi, em nghe anh nói là anh xin một cái dấu hiệu, mà dấu hiệu gì vậy? Tôi mới nói rằng xin một cái dấu hiệu, đó là mua một xe mới, chiếc xe 7 chỗ. Vợ tôi chụp tấm hình gửi cho tôi: đây, một cô không thuộc hội thánh mình đến đây và nói rằng Chúa thôi thúc lòng của cô đó không thể không dâng, gửi cho tôi một số tiền, cọc tiền như thế này. À, tôi cảm ơn cô Hạnh đã có tâm tình cầu nguyện cho tôi rất nhiều. Em của cô Hạnh nữa, em dâu. Hạnh nói cái khải tượng mà em dâu thấy đi. Thấy thầy đứng như thế nào? Thầy đứng trên gì vậy? Đứng trên một đống tiền. Nhưng mà trong cái khải tượng của em dâu của cô Hạnh thấy á, tôi đứng trên một đống tiền nhưng tôi không có quan tâm về nó. Mà thấy như tôi chơi đùa dưới cái đống tiền vậy đó, phải không? Cụ thể nó như thế nào? Dạ. Yeah. Và cũng báo với anh chị em là cái số tiền đó họ dâng là để mua xe. Cho nên tôi không thể không mua xe. À, tôi đã đặt cọc chiếc xe rồi. Sáng nay họ thẩm định rồi, tức là còn một phần, còn phần trả góp nữa nha, nhưng mà không phải nguyên chiếc xe đâu. Và mua chiếc xe 7 chỗ, đó là điều mà Chúa ngài làm. Nó vượt khỏi những cái điều mà chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nó vượt ra khỏi những điều mà ủa đang mắc nợ, đang thiếu thốn đủ thứ hết. Thậm chí khi mà tôi nói rằng là Chúa anh em giúp đỡ tôi trong hoạn nạn, đó là làm điều thiện. Một số người gọi điện tôi liên tục: sao mục sư, gặp cảnh gì vậy, gặp gì vậy? Mục sư cho số tài khoản để tôi dâng, tôi gửi dâng. Và có người gửi dâng, có người dâng 100.000, có người dâng 500, có người dâng 1 triệu, có người dâng 3 triệu, có người dâng 7 triệu. Tôi nói không, tôi mới đính chính lại là đây không phải lời kêu gọi, đây là lời cảm ơn. Kệ mục sư cảm ơn thì cảm ơn, tôi vẫn cứ gửi tiền cho mục sư. Đó là điều đặc biệt mà Chúa làm. Tôi nói chị em rằng nhiều, thậm chí các anh em ở trên một miền cao nói rằng: thầy ơi, thầy gặp nan đề gì thầy nói đi, tụi con sẽ dâng hiến cho thầy ngay. Tôi nói không, thầy đâu có kêu gọi dâng hiến. Nhưng bây giờ thầy nói ra đi, thầy đang gặp nan đề gì. Tôi nói không, thầy không nói. Và có những anh chị em đã học trường Kinh Thánh rất lâu, đã tốt nghiệp rất lâu rồi, nghe ai đó nói về tôi và họ gửi cái tài chánh cho tôi: thầy ơi, cho con chia sẻ với thầy trong cái nan đề thầy đang gặp. Đó là một điều rất là đặc biệt mà Chúa làm, thưa anh chị em. Bây giờ có phải chăng rằng có chiếc xe thì mới hầu Chúa được không, hay là không có xe thì vẫn hầu Chúa được ạ? Nếu chúng ta được kêu gọi là người hầu vị Đức Chúa Trời rồi, chúng ta xác định được sự kêu gọi của Chúa rồi, thì không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào cả, không điều kiện vẫn hầu vị Chúa. Và tôi chắc chắn một điều rằng nếu anh chị em, kể cả trong lúc anh em yếu đuối, anh em chạy trốn như là Eli, thì tại đó Chúa vẫn có thể nuôi anh chị em. Vì sự kêu gọi không đổi lại bao giờ, sự ban cho không đổi lại bao giờ.
Nếu trong những ngày qua mà chúng ta đang thức mà chúng ta không vùng dậy, chúng ta thấy rằng mình không có kết quả, hồi thánh không kết quả, thì bây giờ anh chị em làm gì để có kết quả? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục năm đó mà không vùng dậy thì làm sao để có kết quả đấy? Cũng sẽ không bao giờ kết quả nếu anh chị em không trỗi dậy. Và trỗi dậy cần phải bước ra khỏi đám người chết đó. Bước ra cái đám người chết đó cũng như là nó là cái tư tưởng bị khô héo, tư tưởng cằn cỗi của đồng vắng. Bởi vì nếu còn cái tư tưởng đó, anh chị em cũng không bao giờ được Chúa chiếu sáng mà kết quả được. Chúa ơi, nhân danh Chúa Jesus, con ra khỏi cái tư tưởng nghèo thiếu này, con ra khỏi tư tưởng bạc nhược này, con ra khỏi tư tưởng ngã lòng này, con ra khỏi cái tư tưởng, cái điều mà người khác làm cho con bị tổn thương này. Người ai làm tổn thương là kệ họ, tôi không cần quan tâm nữa. Bây giờ tôi quan tâm duy nhất là gì? Tôi cần sự chiếu sáng của Đấng Christ trên đời sống của tôi. Amen anh chị em. Không quan tâm nữa, mà tôi cần cái gì? Cần sự chiếu sáng, cần sự sức dầu của Chúa. Chỉ có sự chiếu sáng, sức dầu của Chúa thì chúng ta mới có thể kết quả được. Hãy trỗi dậy khỏi đám người chết ngay, trỗi dậy khỏi tư tưởng chết ngay. Đừng quan tâm những gì xung quanh. Nếu anh chị em còn quan tâm người kia nói tốt về mình thì mình hầu việc Chúa cảm thấy nhiệt huyết hơn. Nếu chúng ta còn thái độ đó thì chúng ta không bao giờ có thể làm công việc Chúa một cách hiệu quả được. Khi chúng ta trỗi dậy, Chúa Ngài chính là sự sáng. Cái từ chiếu sáng trong tiếng Hy Lạp là từ epiphao. Nó có nghĩa là để soi sáng, để có thể nhìn thấy, để được biết đến, để lộ ra. Đây là từ chiếu sáng. Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên tôi và anh chị em. Đấng Christ sẽ làm cho tôi và chị em, khiến cho người khác có thể nhìn thấy được anh bà chị em và tôi. Và Đấng Christ có thể để cho người khác biết đến anh chị em. Chúa nói ai hầu việc ta thì cha ta làm gì? Tôn quý người. Và làm cho lộ ra. Cho dẫu anh chị em ở đâu không cần biết, ở Quận Nôm hay là Quận Ngõ không cần biết, mà nếu Đấng Christ chiếu sáng thì Chúa sẽ làm cho anh chị em lộ ra. Amen. Người ta sẽ biết đến danh của anh chị em. Biết đến danh của mình có phải là mình giành vinh hiển của Chúa không? Không. Chúa làm cho nó lộ ra. Cảm ơn Chúa. Trong ánh sáng, nó không chỉ là ánh sáng. Chúng ta biết ngày hôm nay người ta dùng cái tia laser, những người mà bị sạn thận ngày xưa phải mổ hở. Nhưng bây giờ người ta mổ bằng tia laser. Người ta định, người ta siêu âm xong, người ta định hình được cái cục sạn nó ở cái mức độ đó và người ta chiếu tia laser đó. Và chỉ ở ngoài bấm, thì cái ánh sáng của tia laser nó đánh vô cái sạn đó và nó tan cái sạn đó ra và uống nước, nhiều nước đi tiểu ra ngoài hết. Ngày hôm nay nó có một cái loại gọi là bấm huyệt, gọi là hỏa châm. Chúng ta có biết cái này chưa ạ? Gọi là hỏa châm. Châm cứu bằng lửa. Mà trước kia châm cứu bằng kim đúng không ạ? Bây giờ châm cứu bằng lửa. Những người mà bị thoát vị đĩa đệm châm cứu bằng lửa, để bấm tách một cái rồi đứng lên đi giống như chưa có gì hết. Chỉ cần 3 lần hỏa châm thôi là không còn bị thoát vị đĩa đệm nữa. Hỏa châm nó dùng một cái ánh sáng, một cái tia để bắn vào đó. Vậy thì anh chị em nghĩ trong ánh sáng nó có năng lượng không? Có quyền phép không ạ? Có sự sức dầu không ạ? Có sự soi sáng cho tâm trí của chúng ta không ạ? Có tất cả ở trong đó. Chúa Jesus nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 12, Chúa nói sao anh chị em? Đức Chúa Jesus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ta là sự sáng của thế gian. Như vậy, khi nó đấng Christ chiếu sáng thì không chỉ là ánh sáng, nhưng đấng Christ chiếu sáng nó bao gồm cả về sự sáng, về năng lực, về sự tươi mới, về quyền phép, về sự sức dầu,
và Chúa Giêsu làm mọi sự trong mọi sự. Cho nên chúng ta cần sự chiếu sáng của Ngài. Khi chúng ta trỗi dậy ra khỏi tư tưởng chết, ra khỏi những đám người nói hành, ra khỏi đám những người thiêu dệt, nói những cái điều săn bậy, hoặc là nói những lời tiêu cực, nói những lời ngã lòng, anh chị em nên bước ra khỏi cái tư tưởng đó, bước ra khỏi cái điều mà người ta áp đặt trên anh chị em. Thì lúc bấy giờ Đấng Christ bắt đầu mới chiếu sáng. Ngay buổi sáng hôm nay, anh chị em có sẵn sàng để loại cái tư tưởng chết ra khỏi mình không? Có bao nhiêu lần anh chị em đã nói rằng là chắc là tôi không thể hầu vì Chúa được nữa? Có bao nhiêu lần anh chị em nói rằng là tôi yếu lắm, tôi thất bại lắm? Có bao nhiêu lần anh chị em đã từng nhìn vào hoàn cảnh và thối lui? Có bao nhiêu lần chúng ta từng bị người này người kia nói và chúng ta không muốn hầu vì Chúa nữa? Thì hôm nay anh chị em muốn được Chúa chiếu sáng thì chúng ta phải ra khỏi cái đám người chết đó, ra khỏi cái tư tưởng hãm ép anh chị em đó. Có ai đang bị thất bại trong tình cảm, bị người khác khước từ tình cảm của mình? Hãy trỗi dậy khỏi cái tư tưởng đó. Không quan trọng người ta nói tôi thế nào, nhưng mà tôi bắt đầu bước đi trở lại trong ánh sáng của Chúa. Hãy bước ra khỏi đó thì Chúa mới chiếu sáng. Cứ bước ra là Chúa chiếu sáng, cứ bước ra là Chúa chiếu sáng. Không cần phải cầu xin Chúa ơi chiếu sáng cho con, chiếu sáng cho con, chiếu sáng cho con, mà chúng ta nằm đó. Khi anh chị em bước ra là Chúa chiếu sáng. Amen. Bước ra khỏi tư tưởng đó ngay. Nhất là khi mà kêu làm gì đó, tôi làm không được. Đó cũng là tư tưởng của sự chết. Chúng ta nhìn vào cái sức của mình, nhưng mà chúng ta không nhìn vào cái quyền năng của Chúa. Bởi vì Chúa Ngài không có chọn người mạnh, nhưng Ngài chọn người yếu để làm hổ thẹn sự mạnh. Ngài chọn sự dại để làm hổ thẹn những người tự cho mình là khôn ngoan. Trong 12 ông môn đồ của Chúa, ít nhất là 4 ông dốt rồi. Mà 4 ông đó lại làm nên chuyện nhất, phải không ạ? Hay là cái người dốt mới hầu với Chúa được? Không phải. Là người bước đi với Chúa, nhận biết cái yếu của mình, nhưng hãy để cho Chúa xử lý nó, thì lúc bây giờ sự sáng của Chúa sẽ chiếu sáng trên anh chị em. Một khi anh chị em còn nhìn vào hoàn cảnh và đặt cái vấn đề điều kiện ra khỏi hoàn cảnh đó, thì anh chị em mới đi hầu vì Chúa, thì không bao giờ anh chị em nhận được sự chiếu sáng. Hoàn cảnh là hoàn cảnh, việc của hoàn cảnh là việc của hoàn cảnh. Không bao giờ chúng ta nói rằng là gì, tôi phải hết năng đề tôi mới hầu vì Chúa. Cho dẫu anh chị em vẫn còn năng đề, nhưng anh chị em bước ra đi, Chúa chiếu sáng, và chính cái sự sức dầu của Chúa sẽ giải quyết năng đề của anh chị em. Năm nay Chúa chúng ta gia tăng trong vấn đề làm chứng, mở hội thánh tại thành phố Hồ Chí Minh này, sẽ xin Chúa cho để có thể mở ra những cái đang có những cái tổ tế bào, và từ những tổ tế bào đó mở ra hội thánh. Và tôi vừa rồi họp lại, tôi nói là cái bán kính mở thánh phải ít nhất là 10 cây số. Nó phải 10 cây số của bán kính để chúng ta có thể mở một cái điểm nhóm. Hiện nay bây giờ điểm nhóm tại đây có những người đi 30 cây số họ đến đây họ nhóm, từ bên quận 7. Có những người đi 20 cây số để đến nhóm. Cho nên là cần phát triển thêm những cái điểm nhóm ở tại thành phố. Ở trong hội thánh thì đặc biệt là ở tại Trảng Bàng, tại Tây Ninh là gần nhau có hội thánh, gần nhau có hội thánh. Ngay chỗ Trảng Bàng vô An Tịnh thôi là mấy điểm nhóm luôn. Nhưng mà thật sự tôi nói thật anh chị em rằng những điểm nhóm đó trước đây đã từng có năng đề. Thế là giận nhau tách ra, giận nhau tách ra. Nhiều khi xui giá nhau, hai đứa bỏ nhau, thế là tách ra luôn để nhóm riêng. Và tôi vẫn chấp nhận, không sao cả, đến lúc một thời gian tăng trưởng lên, chữa lành, tự xin lỗi nhau à, và yêu thương nhau thôi. Chứ thật vẫn có thể, tại vì ngay cả anh chị em ở trong gia đình mà còn đôi khi còn phải gây gổ nhau mà giận nhau mà. Nhưng mà đến lúc họ đầy tình yêu của Chúa, họ trưởng thành lên thì bắt đầu họ thấy họ cần nhau. Thế nên buổi sáng hôm nay nguyện xin Chúa cho tôi và anh chị em hãy trỗi dậy, thức dậy, trỗi dậy để nhận quyền năng của Chúa và tiếp tục phục vụ. Amen. Ra khỏi cái đám người chết hay không, ra khỏi tư tưởng chết hay không là do chúng ta.
hãy có một quyết định ngay buổi sáng hôm nay. Anh chị em có thể nói với Chúa: con quyết định ra khỏi cái tư tưởng khô cạn này. Con có thể ra, con quyết định ra khỏi tư tưởng này. Nói ra cái quyết định của mình. Cái tư tưởng gì đó, cái điều gì đó làm chúng ta cảm thấy bị mất năng lực, thì chúng ta hãy nói ra và Chúa sẽ làm ơn cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đến với Chúa. Tự do, anh chị em có thể ngồi, có thể quỳ, có thể đứng. Mà mỗi người chúng ta cần nói với Chúa những cái điều mà con cần phải bước ra để Chúa chiếu sáng cho con. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.